mừng các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Nguyễn Thị Tiêu Nương, cô phụ trách bộ môn vật lý lớp 8. Rất vui khi được đồng hành với các em trong bài học ngày hôm nay, bài 8 áp suất chất lỏng. Ở bài này, chúng ta có 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu chất lỏng gây áp suất như thế nào. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về công thức tính áp suất chất lỏng. Và nội dung thứ ba, chúng ta sẽ tìm hiểu là trong một bình chứa cùng một chất lỏng đứng yên thì áp suất tại những điểm nằm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang có độ lớn như thế nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung này qua bài học ngày hôm nay. Và để mở đầu cho bài học ngày hôm nay, các em cùng cô quan sát một hiện tượng nhé. Sự cố vỡ đập thủy điện kinh hoàng trên thế giới. Luôn là một thảm họa kinh hoàng đối với con người, bởi nó có thể quét sạch và cuốn trôi bất kỳ thứ gì khi mà hàng ngàn mét khối nước đổ ập xuống. Quá khứ luôn là một bài học cay đắng cho hậu thế, khi những công trình dân sinh có thể trở thành một thảm họa, cướp đi mạng sống của hàng ngàn, hàng vạn người. Hôm nay, các bạn thế giới sẽ cho các bạn thấy được sự đáng sợ khi đập thủy điện bị vỡ là như thế nào. Các em vừa xem xong hiện tượng vỡ đập thủy điện, như vậy một trong những nguyên nhân khiến vỡ đập thủy điện như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở bài học ngày hôm nay, bài 8, áp suất chất lỏng, bình thông nhau. Ở bài này, phần đầu tiên chúng ta tìm hiểu một la mã sự tồn tại của áp suất trong chất lỏng. Như các em đã biết, đối với vật rắn, khi chúng ta đặt một vật rắn trên một mặt bàn, thì vật rắn sẽ tác dụng lên mặt bàn một áp suất theo phương của trọng lực. Như vậy, đối với chất lỏng thì gây ra áp suất như thế nào? Chúng ta cùng nhau tiến hành thí nghiệm. Và ở thí nghiệm đầu tiên, cô có một bình hình trụ có đáy C và hai lỗ AB trên thành bình, và đáy C và hai lỗ AB trên thành bình được bịt kín bằng những màng cao su mỏng. Khi chưa có chất lỏng vào thì em thấy không có hiện tượng gì xảy ra. Bây giờ cô tiến hành cho chất lỏng vào, các em cùng cô quan sát thí nghiệm. Khi cho chất lỏng vào, các em thấy là các màng cao su mỏng này bị biến dạng, đồng thời phình to ra. Điều này chứng tỏ rằng là chất lỏng gây áp suất lên thành bình và lên cả đáy bình. Như vậy, ngoài ra chất lỏng còn gây áp suất như thế nào nữa? Chúng ta cùng nhau tiến hành thí nghiệm thứ hai. Ở thí nghiệm này, cô có một bình hình trụ thủy tinh rỗng hai đáy và một đĩa D tách rời. Muốn đĩa D đẩy kín đáy của ống hình trụ thì chúng ta sẽ dùng tay kéo sợi dây buộc đĩa D lên, và lúc này chúng ta sẽ nhúng bình trụ vào sâu trong chất lỏng. Các em cùng cô quan sát. Khi thí nghiệm chúng ta thả tay buộc sợi dây này thì các em thấy là khi bình hình trụ chúng ta đưa đến những vị trí khác nhau và bình hình trụ này chúng ta cũng quay với nhiều phương khác nhau, chúng ta thấy đĩa D vẫn không tách rời đáy của bình hình trụ. Điều này chứng tỏ rằng là chất lỏng gây áp suất lên cả những vật trong lòng chất lỏng. Từ thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2, chúng ta rút ra một kết luận chung. Đó là chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong lòng nó. Trên hình bên, cô có một bình cầu chứa nước. Trên thành bình có đục các lỗ nhỏ để nước phun ra. Các em thấy đây là các tia nước phun ra các em. Như vậy, quan sát kỹ chúng ta thấy phương của tia nước phun ra tại thành bình cho biết áp suất do nước tác dụng lên thành bình tại nơi đó. Và tại một điểm trên mặt của chất lỏng, áp suất của chất lỏng có phương vuông góc với mặt chất lỏng tại nơi đó. Như vậy, áp suất chất lỏng được tính bằng công thức gì? Các em cùng cô vào phần tiếp theo, hai la mã, công thức tính áp suất chất lỏng. Ở phần này, giả sử cô có một khối chất lỏng hình trụ có diện tích đáy S và độ cao là H. Như vậy, từ công thức tính áp suất B bằng S chia S, chúng ta sẽ xây dựng công thức tính áp suất chất lỏng như sau. Các em biết là F là độ lớn của áp lực của khối chất lỏng tác dụng lên diện tích S này. Như vậy, F sẽ bằng với trọng lượng của cột chất lỏng. Mà trọng lượng của cột chất lỏng lớp 6 các em học bằng công thức D nhân V, trong đó D là trọng lượng riêng của khối chất lỏng và V là thể tích của khối chất lỏng, mà V lại là bằng S nhân với chiều cao của cột chất lỏng. Vậy thì chúng ta thế vào biểu thức này, chúng ta suy ra được B bằng D nhân S nhân H chia cho S,
Chúng ta đơn giản hai con S này thì chúng ta sẽ bằng D nhân H và B bằng D nhân H. Đây chính là công thức tính cho áp suất chất lỏng. Công thức này cũng được áp dụng cho các điểm trong lòng chất lỏng. Chiều cao của cột chất lỏng cũng là độ sâu của điểm đó so với mặt thoáng. Như vậy, B bằng D nhân H là công thức tính cho áp suất chất lỏng. Trong đó B là áp suất ở đáy cột chất lỏng có đơn vị là bar hay là newton trên mét vuông, và D là trọng lượng riêng của chất lỏng có đơn vị là newton trên mét khối, và H là chiều cao của cột chất lỏng có đơn vị là mét. Và công trình này cũng do nhà bác học Pascal, người Pháp, nghiên cứu tìm ra, và đây là chân dung của ông. Và các em quan sát thấy rằng là ở đây cô có một bình hình trụ chứa nước, trên thành bình có đục các lỗ để cho nước phun ra. Và các quan sát kỹ, các em thấy là càng xuống sâu thì tia nước phun ra càng mạnh, tức là tầm xa của tia nước phun ra càng xa. Điều này chứng tỏ là càng xuống sâu trong nước thì áp suất do nước tác dụng lên rất là càng mạnh. Như vậy chúng ta qua đây chúng ta nhận xét rằng là áp suất chất lỏng phụ thuộc một cách tỷ lệ thuận vào chiều cao của cột chất lỏng. Ở phần này các em quan sát cô có một bình hình trụ. Trong bình hình trụ này chứa cùng một chất lỏng đứng yên. Và ở đây cô xét hai điểm A và B nằm trên một mặt phẳng nằm ngang. Quan sát hình ảnh các em thấy HA bằng HB. Vì cùng một chất lỏng đứng yên cho nên chúng ta có DA bằng DB. Cô đặt là D. D là trọng lượng riêng của chất lỏng. Từ hai điều kiện này chúng ta sẽ suy ra được BA bằng BB, tức là áp suất tại điểm A bằng áp suất tại điểm B. Qua đây các em cần phải lưu ý cho cô. Trong một chất lỏng đứng yên, áp suất tại những điểm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang có độ lớn là như nhau. Vận dụng kiến thức này, các em cùng cô vào phần ba la mã vận dụng. Ở phần này, chúng ta tiến hành làm bài tập đầu tiên. Ở bài tập đầu tiên, các em quan sát hình bên, biết rằng là HC bằng HD. Ở đây, điểm C với điểm D cùng nằm trên một mặt phẳng nằm ngang và chúng ta có độ cao HC bằng độ cao HD. Hãy so sánh áp suất tại điểm C và áp suất tại điểm D, và lưu ý là trong bình này chứa cùng một chất lỏng đứng yên. Như lúc nãy chúng ta vừa quan sát tìm hiểu, các em thấy là HC bằng HD vì cùng chứa một chất lỏng cho nên chúng ta sẽ nhân HC với HD cho cùng một trọng lượng riêng là D nhỏ. Như vậy D nhỏ nhân với HC chính là áp suất tại điểm C. D nhỏ nhân với HD chính là áp suất tại điểm D. Như vậy ta có áp suất tại điểm C bằng với áp suất tại điểm D. Và để tiến hành bài tập thứ hai, các em quan sát với cô cùng hình ảnh sau đây. Qua hình ảnh các em thấy là những người thợ lặn khi lặn xuống biển sâu thì người ta phải mặc bộ đồ áo giáp chịu được áp lực cao. Như vậy chúng ta sẽ vận dụng kiến thức này chúng ta vào bài tập thứ hai. Ở bài tập thứ hai có nội dung như sau: một người thợ lặn đang lặn ở độ sâu 12 mét so với mặt nước, cho biết là trọng lượng riêng của nước là 10.000 newton trên mét khối, diện tích bề mặt của cơ thể người này là 2 mét vuông. Em hãy tính áp lực do nước tác dụng lên người thợ lặn. Từ đó hãy giải thích vì sao người thợ lặn phải mặc bộ quần áo chịu được áp lực cao. Ở đây chúng ta lưu ý là ở đây chúng ta sẽ có đại lượng là độ sâu là 12 mét, trọng lượng riêng của nước là 10.000 newton trên mét khối và diện tích là 2 mét vuông. Chúng ta sẽ tóm tắt, bắt đầu giải. Phần tóm tắt cô có H bằng 12 mét, D nước là bằng 10.000 newton trên mét khối, diện tích F bằng 2 mét vuông và đại lượng chúng ta cần tìm là F bằng bao nhiêu. Như vậy ở đây chúng ta thấy là áp suất do nước tác dụng lên người thợ lặn, chúng ta tính theo công thức tính áp suất chất lỏng B bằng D nhân H. Các em thế số vào, D là 10.000, H là 12, nhân vào các em sẽ được là 120.000 newton trên mét vuông. Và với áp suất này thì chúng ta sẽ có áp lực do nước tác dụng lên người thợ lặn được tính bằng công thức B bằng F chia S. Từ công thức này chúng ta suy ra F sẽ bằng B nhân với S. Áp suất chúng ta vừa tính là 120.000. Các em nhân với diện tích là 2, như vậy các em sẽ được 240.000 newton. Qua đây các em thấy rằng là càng xuống sâu thì áp suất do nước tác dụng lên người thợ lặn càng lớn, dẫn đến áp lực tác dụng lên người thợ lặn cũng càng cao. Chính vì vậy mà người thợ lặn phải mặc bộ quần áo chịu được áp lực cao này. Và qua đây các em cùng cô quan sát. Chúng ta sẽ tìm hiểu một số ứng dụng của áp suất chất lỏng trong thực tế. Như phần mở đầu các em quan sát là vỡ đập thủy điện. Và nguyên nhân, một trong những nguyên nhân khiến vỡ đập thủy điện
và cũng như là khi xây dựng các con đê để ngăn nước thì các em thấy là người ta thường xây dựng chân đê bao giờ cũng lớn hơn nhiều so với thân đê và đỉnh đê. Xây dựng có cấu trúc như vậy để làm gì các em? À, các em biết là khi mà càng xuống sâu thì áp suất do nước càng lớn. Chính vì vậy mà người ta phải xây dựng chân đê lớn hơn nhiều so với thân đê và đỉnh đê, mục đích là chịu được áp suất lớn của nước. Nếu như chúng ta không xây dựng như vậy thì rất là dễ xảy ra là hiện tượng là vỡ đập thủy điện hoặc là vỡ các con đê này, và hậu quả rất là to lớn như chúng ta vừa quan sát ở phần mở đầu. Và qua đây các em thấy rằng là đối với các hình thức câu cá ở ngoài thực tế như là câu cá nè, cất vó, chài lưới và dùng mình để nổ thì hình thức nào là không được sử dụng các em? Đó là hình thức dùng mình để nổ. Vì sao vậy? Các em cùng cô quan sát tiếp nhé. Những vụ nổ làm rung động cả thiên đường. Sau đó quả mìn đầu tiên đã được quăng xuống. Những quả mìn mini đó có sức nổ như một quả lựu đạn thực sự và có tác động tương tự như vậy. Những thợ lặn với những chiếc mặt nạ đơn giản và vây bơi tự chế rời khỏi những con thuyền để thu gom những con cá chết nổi lên hoặc bị choáng bởi vụ nổ. Nhưng không chỉ có cá chết, những rặng san hô thực sự bị nghiền nát theo đúng nghĩa đen, những nơi ẩn náu và môi trường sống của nhiều loài. Như các em đã biết là khi đánh bắt cá mà chúng ta dùng mình thì chất nổ sẽ gây ra áp suất rất là lớn. Áp suất này được chất lỏng sẽ truyền đi trong một vùng rộng lớn như vậy và sẽ ảnh hưởng thứ nhất là ô nhiễm môi trường nước, thứ hai sẽ làm tiêu diệt các cái sinh vật ở dưới biển ngay cái vùng rộng lớn đó, và thứ ba sẽ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Chính vì vậy mà hình thức đánh bắt cá dùng mình này là không được thực hiện. Và không những như vậy, các em thấy là những người mà dùng mình để đánh bắt cá thì sẽ gây ảnh hưởng đến bản thân mình. Như vậy các em thấy là hình thức này rất là nguy hiểm. Vậy thì qua bài học ngày hôm nay, các em cần phải nắm được điều gì? Cô cần các em nắm được cho cô là chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên cả đáy bình, thành bình và những vật ở trong lòng nó. Và thứ hai, công thức tính áp suất cho chất lỏng là B bằng D nhân với H. Trong đó B là áp suất có đơn vị là bar, D là trọng lượng riêng của chất lỏng có đơn vị là newton trên mét khối, và H là chiều cao của cột chất lỏng có đơn vị là mét. Và nội dung thứ ba các em cần phải nắm được cho cô là trong một bình chứa cùng một chất lỏng đứng yên thì áp suất tại những điểm nằm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang có độ lớn là như nhau. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các em đã đồng hành cùng cô trong suốt bài học này. Cô chúc các em học tập thật tốt. Hẹn gặp lại các em trong chương trình Siêu trí nhớ học đường lần sau. Mến chào các em.